Huấn luyện viên Park Hang-seo tìm nhân tố mới trước AO Cup. Giúp Paul FC thắng, Quang Hải có cơ hội đấu Messi. Indonesia sắp chốt tương lai của huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong. Huấn luyện viên Park Hang-seo tìm nhân tố mới trước AO Cup. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo bất ngờ dự khán trận đấu giữa Bình Dương với Nam Định tại vòng 22 của V-League thay vì theo dõi Hà Nội hay Viettel thi đấu. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, V-League diễn ra 3 cặp đấu khi Bình Dương gặp Nam Định, Hà Tĩnh tiếp đón Viettel trong khi Hà Nội lại chạm trán với SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên bất ngờ hơn cả là khi huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lê Huy Khoa lựa chọn trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu để ngồi theo dõi. Thông thường, ông Park Hang-seo sẽ lựa chọn các trận đấu có nhiều sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam như Hà Nội, Hoa Anh Gia Lai hay Viettel. Tuy nhiên, cả Bình Dương và Nam Định vào lúc này đều có rất ít những học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc và phong độ hai đội đều khá tệ. Câu lạc bộ Nam Định đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng và không đau góp những cái tên nào ở lần tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại thì ngoài Cho Cưng, Tiến Linh đã chiếm suất cứng trên đội tuyển Việt Nam, Bình Dương cũng gần như không còn cầu thủ nào hay được triệu tập. Theo dõi trận đấu cùng với ông Park Hang-seo còn có cả trợ lý Anh Đức, cựu tiền đạo từng có thời gian rất dài gắn bó với BKM Bình Dương và hiểu rất rõ các cầu thủ của đội chủ sân Gò Đậu. Bất ngờ là Hà Nội lẫn Viettel, ông Park Hang-seo có lẽ đang đi tìm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc dường như đang lên danh sách những nhân tố lạ để làm mới đội hình của đội tuyển Việt Nam. Với bộ khung cũ đã từng tham dự nhiều giải đấu và gặt hái được không ít thành công, Dòng Vàng đang có nguy cơ bị các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á bắt bài. Ở lần triệu tập gần nhất trong tháng 9 thì Văn Khang, Đình Duy, Thành Nhân hay Tuấn Tài là các nhân tố mới được ông Park Hang-seo lần đầu sử dụng. Ngay sau khi mà V-League hạ màn vào ngày 19 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 23 tháng 11 tại Hà Nội để bắt tay vào chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Dự kiến là ông Park Hang-seo sẽ triệu tập từ khoảng 32 đến 35 cầu thủ và có trận đấu giao hữu đáng chú ý với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11. Giúp Paul FC thắng, Quang Hải có cơ hội đấu Messi. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ có khả năng được so tài với ngôi sao Leo Messi khi góp công vào thắng lợi của Paul FC tại Cúp Quốc gia Pháp. Sau hai thắng lợi tại League One thì Paul FC tiếp tục có khởi đầu thuận lợi tại Cúp Quốc gia Pháp khi dễ dàng đánh bại đội hạng 5 là Samenier Aguet Mortier 3-0 ở vòng đấu thứ 7. Đây là trận thắng đậm nhất của đội chủ sân Nostercam từ đầu mùa, cũng như đánh dấu thành tích chưa từng có với chuỗi 3 trận toàn thắng. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã góp công lớn vào thắng lợi này của Paul FC. Theo đó, dù chỉ thi đấu khoảng 15 phút cuối trận, ngôi sao đội tuyển Việt Nam vẫn kịp ghi dấu giày vào bàn ấn định tỷ số với cú đá phạt đưa bóng đập người đối phương, tạo điều kiện cho Zinedine Aubameyang dứt điểm cận thành tung lưới. Như vậy thì sau khi ghi bàn đầu tiên cho Paul FC tại Ligue 2, Quang Hải cũng đã có kiến tạo đầu tiên tại Cúp Quốc gia Pháp, dấu ấn thứ hai trong màu áo câu lạc bộ xứ Lục Lăng, đánh bại Salinier Aguet Mortier. Paul FC sẽ tiến vào vòng 8 của Cúp Quốc gia Pháp. Đối thủ của Quang Hải và các đồng đội sẽ là đội thắng tại cặp đấu giữa Angers và Colomier vào ngày Chủ nhật 30 tháng 10. Hai đối thủ này cũng chơi ở hạng 5 nước Pháp và đáng chú ý, nếu như tiếp tục giành thắng lợi ở vòng đấu thứ 8, Paul FC sẽ vào vòng 64 đội và có thể đụng các đối thủ đến từ Ligue 1 chẳng hạn như là PSG. Viễn cảnh này đã từng xảy ra khi Paul FC đụng độ PSG ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào tháng 1 năm 2020. Kết quả là thua 0-2. Việc được so tài với đội bóng mạnh nhất nước Pháp với dàn sao thượng hạng bao gồm Leo Messi, Neymar và Mbappe sẽ là một giấc mơ với Quang Hải nói riêng và người hâm mộ Việt Nam nói chung. Cúp Quốc gia Pháp 2022-2023 là mùa thứ 106 của giải. PSG thì đang giữ kỷ lục 14 lần đoạt cúp. Paul FC bắt đầu chơi từ vòng đấu thứ 7 gặp Aguet Mortier. Ở vòng 8 thì đội bóng của Quang Hải sẽ thi đấu từ ngày 20 tháng 11. Tại Ligue 2, Paul FC đang đứng thứ 11 với 17 điểm sau 13 trận. Quang Hải đã có 10 lần ra sân tại giải đấu này, dù chỉ 2 lần đá chính. Do vậy thì cơ hội phát triển tại đội bóng nước Pháp với tiền vệ 25 tuổi là rất hứa hẹn, cũng là vì lý do Paul FC từ chối nhà Anh về đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Indonesia sắp chốt tương lai của huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong. Liên đoàn bóng đá Indonesia đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân ông Shin Tae-yong. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 và theo tờ Suara, huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia được dự đoán sẽ thay thế ông Park Hang-seo trong thời gian tới. Trước thông tin này, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân huấn luyện viên Hàn Quốc, bởi hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào tháng 12 năm 2023.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Muhammad Iryawan mới đây cũng cho biết, tôi là chủ tịch PSSI và tất nhiên tôi đã phối hợp với ASCO, hội đồng quản trị PSSI để gia hạn hợp đồng với Shin Tae-yong. Chúng tôi cũng thấy ở khắp mọi nơi áp lực từ cư dân mạng đòi Shin Tae-yong phải được gia hạn. Xoay quanh vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ là Mark Whitmore cùng người đại diện đã tìm cách liên hệ với VFF để xin ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài ông Whitmore, bốn huấn luyện viên khác cũng đang xin ứng cử vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đó là các Dragan Skovic, cựu huấn luyện viên trưởng của Iran, Slaven Sledežić, huấn luyện viên của Bayern Munich, Robert Brodnicki, cựu trợ lý của đội tuyển Croatia và Real Madrid. Theo tìm hiểu thì thường trực VFF đã quyết định sẽ tiếp tục tin tưởng một huấn luyện viên ngoại sau thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ứng viên mà VFF quan tâm phải là một nhà cầm quân giỏi, có lý lịch tốt, đồng thời đáp ứng được những tiêu chí về chuyên môn do hội đồng huấn luyện viên quốc gia đề ra. Trong các gương mặt sáng giá mà giới truyền thông nói tới, huấn luyện viên Gong Eun-kin nhiều khả năng sẽ không nằm trong kế hoạch mời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của VFF. Một lãnh đạo của VFF cho hay là ông Gong Eun-kin được VFF ký hợp đồng dài hạn để tập trung cho lợi U23. Một lượng thông tin cho rằng VFF đang đặc biệt quan tâm tới cựu huấn luyện viên đội U19 Việt Nam là Philippe Chaussier. Tuy nhiên, bài toán khó cho lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 9 là vấn đề tiền lương khá cao của chiến lược gia người Pháp. Huấn luyện viên Kiatisak cũng là một ứng viên có thể được VFF quan tâm. Sau mùa 2022, Di Cô Thái hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Cách đây ít ngày, Kiatisak phủ nhận mình về nước dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Vì thế mà việc chiếm giữ chiến lược gia này, điều VFF quan tâm cũng không có gì là bất ngờ.